Có phải bạn đang có một dàn karaoke cao cấp trong gia đình nhưng mà muốn lựa chọn một bộ mic hát đi kèm với nó để cho xứng tầm, thì hôm nay chính là cái bộ mic này. Trên tay mình đây là bộ mic cực kỳ xịn sò U479 Pro. Đây, bộ mic này tích hợp màn hình full HD điện tử như này, xét được tần số. Và cái điều mà mình rất thích ở cái cặp mic này là nó không làm tự ngắt anh em ạ. Những đa phần bây giờ mic điện tử hiện đại là để xuống nó sẽ tự ngắt, nhưng con này thì không bao giờ tự ngắt. Đổi lại nó sẽ bỏ vào cái tiền đấy là tiền trông hú. Và cái chất mic ấy, khi mình đi ra xa, con này chạy bằng 4 dâu như thế này, khi mà mình đi ra xa tiếng mic không bao giờ thay đổi, cực kỳ hay. Bây giờ mình sẽ thử khi mà mình đi ra xa, anh em có thể sử dụng con mic này làm hội nghị vô tư anh em nhé. Alo, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4. Anh em có để ý gì nếu mà cặp mic UG479 khi mình đi ra xa chất lượng âm thanh không đổi, nghe rất mượt. Vậy mà em lỡ tay anh rồi, buồn đau anh không ai than với trời. Liên quan tới việc bạn đang cái nào kia cao cấp mà muốn một bộ micro xứng tầm thì cái mic UG X479 này có đáng tiền hay không? Đây mời anh video, anh sẽ quay lại đằng sau xem rằng là ở đằng sau nó ngoài cái bốn dâu này ra nó có những cái gì ở bên này. Đây có hai cổng sốt này, hai cổng ca lông này kết nối ra cùng vùng đẩy. Đấu nối thì vô cùng đơn giản đấy, đấy anh em thấy nhá. Cái này cắm trực tiếp xung vang là anh em có ngay một bộ mic như thế này. Chất âm dày, sáng, tiếng mic cực kỳ bay. Anh em thấy không ạ? Tiếng mic cực kỳ bay. Lâu 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 sáu. Anh em nghe thấy tiếng mic cực kỳ bay. Đấy. Đây là sự trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Đấy, anh em nghe thấy bạn sướng tai không ạ? Lâu 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 lâ